Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn về cách luộc dạ dày ngon, trắng, giòn các bạn nhé. Đây là sản phẩm của mình sau khi mình đã luộc xong. Các bạn nhìn thấy rất trắng và ăn rất là giòn. Và các bạn nhìn đấy, thật là rất là hấp dẫn đúng không ạ? Cái món này là món ngon nhất trong cái món lòng lợn đấy các bạn ạ. Không biết nhà các bạn có hay thưởng thức món này không? Nhưng với mình rất thích ăn món này. Thì nguyên liệu mà các bạn cần phải chuẩn bị đó là dạ dày. Thì chiếc dạ dày này mình đã làm sạch rồi các bạn nhé. Và đây là một chút rau ăn kèm, đó là rau húng quế, gọi là húng lòng đấy ạ. Và một chút gừng để mình luộc cho thơm. Và cái chấm đó là bột canh và chanh các bạn nhé. Và các bạn có thể ăn ớt, các bạn cắt ớt vào nữa. Thì trước hết là mình đun một nồi nước như thế này. Sau đó là các bạn đổ với nát gừng vào. Và các bạn đun cho nó sôi lên. Sau đó là các bạn cho một thìa giấm. Hoặc các bạn có thể cho vài giọt chanh các bạn nhé. Đấy, đây là cái nước luộc làm sao cho cái dạ dày trắng giòn đấy các bạn ạ. Và sau đó mình để nó hơi lăn tăn một chút là các bạn thả dạ dày vào. Với cái lòng non thì các bạn có thể là luộc chín tới. Nhưng với cái dạ dày này các bạn có thể đậy vung vào. Và sau khi sôi các bạn có thể cho nhỏ lửa. Đấy, các bạn thấy sôi rồi thì bây giờ mình để sôi được khoảng 2 phút rồi đấy. Thì bây giờ các bạn lật lên. Dù sao thì cái dạ dày đấy thì khi mà các bạn luộc ấy thì là mình cũng trần qua cái lúc sơ chế rồi. Cho nên là các bạn luộc này thì cũng chỉ để khoảng, rất là nhiều người các bạn là luộc khoảng 30 phút nhưng với mình là thấy hơi lâu. Các bạn chỉ cần khi sôi các bạn chỉ cần để thêm khoảng 10 phút thôi. 10 đến 15 phút thôi. Thì là các bạn chuẩn bị một bát nước lạnh như thế này. Sau đó là các bạn vớt ra. Đấy thì tất nhiên là luộc thì dạ dày thì không sợ là nó dai, nó vẫn giòn thôi nhưng mà các bạn cũng chỉ đến độ chín vừa phải chứ nếu mà chín nhừ quá thì ăn cũng không ngon. Cái thứ hai là mất cái độ ngọt của dạ dày đúng không ạ? Cho nên là các bạn chỉ luộc tầm khoảng 10 đến 15 phút thôi nhá. Bởi vì là trước khi mà mình luộc cái đấy mà khi mà lúc mà mình làm sạch thì mình cũng đã trần qua một lần rồi vì trần cho nó cứng lên để mình rửa cho dễ đúng không ạ? Thì sau khi mà các bạn ngâm vào nước đá, nước mát đấy, nó nguội rồi thì các bạn là mang đi thái các bạn nhé. Cái dạ dày này ở bên trong thì đương nhiên là nó đen rồi đúng không ạ? Bởi vì là bình thường lúc mình rửa nó còn có màu đấy rồi thì làm sao mà làm nó trắng tinh được ạ? Nên là cái bên trong là mình chỉ làm sạch và hết hôi thôi. Và khi các bạn luộc ấy, các bạn cho một chút gừng hoặc là thêm có thể thêm vài lát sả và cũng được thì rất là thơm. Nó vừa khử cái mùi hôi mà cái nước của mình nó rất là thơm. Và cái dạ dày của mình cực thơm luôn. Và các bạn ăn thì khi các bạn ăn các bạn thái tùy ý thế này nhá. Thái độ dày hay độ mỏng hay là tùy vào các bạn, còn tất nhiên là mình chỉ thái cái khổ vừa phải thôi. Đấy thì các bạn là thái mỏng thôi nhé, các bạn cũng đừng nên thái dày quá. Tất nhiên là cái dạ dày nó là cái bộ phận chứa thức ăn rồi thì đương nhiên là nó sẽ dai nhưng nó lại giòn. Thế thế là mình thái ra và mình thưởng thức thôi. Thì khi mà các bạn ăn thì ăn cùng với kèm húng lòng hay còn gọi là húng quế đấy và cái gia vị chanh muối ớt quả là tuyệt vời luôn. Các bạn có thể chấm thêm một chút hạt tiêu đó cũng được nhá. Mà các bạn hãy thưởng thức và làm món dạ dày luộc này các bạn nhé. Xin chúc các bạn làm và ngon miệng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video mới nhất. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để chia sẻ với bạn bè các bạn nhé.